Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của SDA Tất Thì hôm nay mình xin làm một video tiếp tục cho series Hướng dẫn tự học end của kênh SDA Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn về lận hot Lận tạo lỗ trong end Thì đầu tiên mình sẽ vẽ một uh, Một khối ít chút

đây là mình sẽ giới thiệu về lận hót thì đây đầu tiên là các lỗ hót đầu tiên là symbol đây là lỗ suốt tiếp theo là lỗ bậc lỗ bậc côn lỗ côn thì mình sẽ vẽ trước một cái lỗ suốt trước đi mình sẽ làm mẫu một cái lỗ suốt Đầu tiên là Hot Size. Đây là size của cái lỗ. Như uh, mình có... Đây là Custom. Đây là mình có thể tự tùy chỉnh hoặc là có thể theo một cái uh, tiêu chuẩn. Thì các bạn chọn ở đây. Là theo một cái tiêu chuẩn của... đã quy định từ trước. Có thể là tiêu chuẩn ISO hoặc NC. Đây. Lại mình sẽ vẽ một cái uh, lỗ M10 đi thì đây là cái um, có ba loại một loại uh, lỗ kín thứ hai là lỗ trung gian và thứ ba là lỗ kiểu lắp lỏng ấy. lắp chặt nè lắp trung gian và lắp lỏng đây tùy vào từng loại lỗ mà cái uh, đường kính của cái lỗ khác nhau như mình đang để lắp uh, trung gian thì đường kính của nó là 11, còn mình để lắp chặt đi thì đường kính nó sẽ nhỏ hơn và lắp lỏng thì đường kính nó sẽ lớn hơn tùy vào mục đích của các bạn thì uh, mà chọn một trong ba loại này. rồi tiếp theo là champer đây là champer hai đầu rồi đầu tiên là stat champer và end champer nếu các bạn không muốn thì các bạn có thể uh, tự tắt đi rồi tiếp theo là vị trí của cái lỗ thì đây mình sẽ chọn vị trí của cái lỗ đây mình chọn trên bề mặt này. Rồi hướng hướng đục của cái lỗ thì có thể các bạn có thể để cho phần mềm tự chọn là normal to face. Còn nếu mà không đúng ý các bạn, các bạn mà muốn chỉnh sửa kích tầm lại thì các bạn có thể chọn ở long vector. Cái này nó sẽ theo đây sáu cái hướng ở đây, các bạn có thể chọn thẳng vào đây. Hoặc là chúng ta nhìn vào cái trục này, Chúng ta nhìn vào cái trục đây, trục X, Y, -E Đây, mình đang làm trục Z đúng không? Mà mình chỉ hướng xuống thì sẽ là trừ ZC Đó Tiếp theo Limit thì cũng giống như Etude và Reborn thôi Limit của nó cũng có nhiều loại Đây, mình sẽ chọn uh, Tool Body đi Không thì để mình nói cái này trước Đầu tiên là cái Depth Tool Depth Tool là cái góc côn này này thì có hai loại là loại shoulder và loại tip Thì uh, shoulder như kích thước này 50 thì nó quá cái lỗ mình, mình vẽ 40 nha Đây Như 40 là nó tính từ cái đầu này Đến cuối là 40 Chưa tính cái góc côn Còn nếu các bạn chọn loại tip á Thì nó tính cả góc côn luôn Thì uh, là từ đầu Tới cái mũi của góc côn này là 40 còn với shoulder là từ đầu tới cái uh, đây tới cái điểm để bắt đầu côn là 40 đó thì mình chọn tuno đi đây. đây thì champer mình bật sẽ hai champer luôn start và end đây thì ballen là cũng là cắt mặt thôi các bạn muốn uh, cắt cái body nào thì các bạn chọn vào thì trong uh, tất cả bốn trường hợp này chỉ chọn đều một body thôi nha Tí mình sẽ hướng dẫn các bạn trường hợp chọn uh, nhiều body một lúc. Setting thì có dung sai của lỗ thôi. Đây. Mình uh, cho các bạn xem thử. Đó, mình chọn chamber uh, hai đầu, stat chamber và end chamber. Rồi. Đây, khi các bạn xong á Mà các bạn muốn Các bạn có thể chỉnh kích thước Từ lúc các bạn uh, gắn cái lỗ này Hoặc các bạn có thể chuyển vào đây Các bạn click chuột phải và chọn Edit Sketch Đó rồi Đây các bạn có thể chỉnh kích thước lỗ Đó thay kích thước đây Nếu mà kích thước này không đúng Thì các bạn có thể xóa đi và ràng lại Ràng lại như một cái sketch bình thường đây cái điểm point này là cái tâm lỗ tâm lỗ tâm lỗ của lợn hot đây mình sẽ chuyển là 20 đi, 20 20. Rồi mình finish. Đó, ngay tức cái uh, cái lỗ của mình sẽ di chuyển. Ở đây mình sẽ hướng dẫn thêm một lỗ nữa là lỗ bậc. Đây. Có thử thì cái này cũng có hai loại thôi. Một các bạn có thể tự custom, hai là có thể theo tiêu chuẩn. Tùy các bạn đây, như ví dụ mình custom đi. Đầu tiên là host di diameter, đây là cái cái đường kính của cái lỗ nhỏ dưới dưới đây nè. Đó. Đây mình thay đổi nè. Lên 15 nè. Đó là ngay lúc tức cái đường kính lỗ nhỏ này thay đổi. Tiếp theo là bo là đường kính của lỗ lớn trên đây, có một lưu ý nha là đường kính của cái lỗ xe bo này khi nào cũng phải lớn hơn đường kính của đường kính trên này đây như đây mình chọn nhỏ hơn đi mình chọn 10 đi ngay lập tức đó phần mềm sẽ báo lỗi nó không thể thực hiện được mình phải chọn lớn hơn đây chọn 20. đây còn còn cái đoạn chiều dài này thì nó nằm đây đây mình chỉnh nhỏ hơn đi Mình chỉnh uh, 10 thôi Đó Thì cái chamber này có 3 loại Chamber ở đối với lỗ bậc này Thì có 3 loại Đầu tiên là step chamber là trên đây Cái next chamber này đó Nó nằm đây nè Thấy chưa Mình bật tắt nè Đó 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 Cuối cùng là End chamber thì cũng ở dưới đây thôi Position với uh, Direction thì cũng giống như uh, lỗ suốt Tiếp theo là Đó, Còn đối với trường hợp như là các bạn muốn đục uh, Đây mình sẽ xóa cái lỗ này đi trước Mình sẽ xóa cái lỗ này đi Còn với trường hợp các bạn mà muốn đục lỗ qua nhiều body á, như đây trường hợp này nó chỉ có một body thôi, mình sẽ tạo thêm một cái body nữa. Mình sẽ ít chút thẳng vô cái sketch này, đây sketch 1. Mình ít chút mình đổi hướng, đổi chiều nó đi. Đó, mình chọn Boland thì mình chọn non thì nó sẽ tạo ra hai cái body khác nhau. Đây. Mình tạo cái lỗ hot đây mình chọn vị trí, đây khi các bạn chọn vị trí nè, đó nó sẽ hiện kích thước, các bạn có thể rèn kích thước trực tiếp bên đây, hoặc là có thể edit sketch như nãy mình chỉ để rèn lại kích thước, tùy các bạn nha. đó đây trong trường hợp đây, đây value nha, mình kéo này, đây có hai cái body khác nhau đúng không? trong trường hợp mình kéo đi nè, đó mình kéo mình kéo xuyên qua cái body sau luôn. đây mình ok thử cho các bạn xem. đây thấy không? cái body này sẽ không bị uh, thủng qua, nó chỉ thủng tới cuối của cái body này thôi. tại uh, hai cái body này là hai cái body khác nhau. như mình nãy đã, đã nói thì uh, các trường hợp trên chỉ có xài được đục lỗ đối với một body. còn nếu các bạn mà muốn uh, đục lỗ đối với nhiều body á đây mình xóa cái lỗ đi đây mình chọn lại lẫn hot đây nếu các bạn muốn đục lỗ với nhiều body thì các bạn chọn vô đây whole đó rồi chọn điểm thì cũng giống như cái phần mềm khác thôi hướng thì cũng y chang đây thì đây có ba loại đối với phần này có ba loại là đầu tiên là cái kia mặt bắt đầu hay là các mặt giữa mặt giữa này thì có thể có nhiều mặt nha nhưng mà mặt bắt đầu với mặt kết thúc này chỉ có thể có một mặt thôi một body á, một body còn mặt giữa thì có thể xuyên qua nhiều body đối với các bạn thiết kế khuôn á thì khi các bạn đục lỗ qua nhiều body á chắc chắn thì phải dùng cái lận hose này thì cũng có một số loại như trên kia thôi lỗ bậc hoặc lỗ suốt hoặc là lỗ bậc có côn rồi đây thì kích thước đây mình đục cái lỗ mình đục một cái lỗ bậc rồi chọn theo nó đây có thể có ba loại như nãy là lỗ bậc kín hoặc là lỗ trung gian hoặc là lỗ lắp lỏng hoặc các bạn có thể tự custom lại cái lỗ này đó, các bạn chọn custom và tùy chỉnh kích thước ở đây. Rồi tiếp theo ball nè, đó. Đầu tiên mình chọn body này. Rồi theo là như trường hợp này chỉ có hai body thôi nên chỉ có là lỗ bắt đầu và lỗ kết thúc thôi. Chứ không có lỗ ở giữa. Đây. Như lỗ mình ví dụ cái lỗ này nha nếu các bạn mà muốn chỉnh kích thước khác khác đối với cái lỗ bắt đầu này lỗ start này thì các bạn có thể chỉnh vô đây nè nó nó sẽ mở ra cho các bạn tùy chỉnh chỉnh lại kích thước cho nó lớn hơn đó còn cái nếu các bạn muốn để giống thì các bạn tích lại vô đây phải chọn rồi chọn full body ok đây, trường hợp này nó sẽ xuyên qua hai cái body. À, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người có thể cho mình xin một like và một subscribe. Và nếu mọi người có những câu hỏi thắc mắc thì có thể comment ở phía bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với SE để có được một câu trả lời sớm nhất. Và một lần nữa SE xin chân thành cảm ơn mọi người.